bạn, mình là Hiệp ở công ty Vimex đây. Hôm nay mình quay trở lại mình review giới thiệu cái sản phẩm bơm dầu chuyển nhiệt ly tâm. Nó khác hơn cái bơm bánh răng mấy hôm trước mình quay. Hôm nay mình sẽ quay cái bơm dầu nóng, hay tiếng Anh gọi là bơm dầu, hay dịch sang tiếng Việt ấy, mà hay mọi người hay gọi là bơm dầu chuyển nhiệt đấy. Cái này dùng rất nhiều cho ngành gỗ, cho cái lò sấy, cái này để bơm cái dầu nóng, nhiệt độ có thể lên tới 150 độ, 200 độ hoặc hơn 200 độ. Đấy, hôm nay mình sẽ review cho bạn cái sản phẩm này, nó sẽ hơi mới hơn một chút xíu. Hôm nay mình cũng sẽ đi sâu về cái vấn đề nhấn mạnh về cái thương hiệu của Heban Hang Seng thôi. Đấy. Và một chút xíu nữa về phần lắp đặt của bên mình. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào cái sản phẩm thực tế nhé. Trên màn hình của các bạn là một cái bơm dầu chuyển nhiệt RI6540200 đã được lắp đặt hoàn thiện rồi. Nó còn cái bảo hộ nó, như tôi tháo bảo hộ ra để quay đây tí tôi nói về cái khớp cho các bạn hiểu là tại sao nó lại dùng khớp vải bố này nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa cái máy quay vào sát cái mác của nó để mình tìm hiểu một chút về cái model này. Các bạn thấy chưa? Là trên tiếng Anh nó ghi là Hot Oil Pump, model là RI6540200GP. Đấy, cái lưu lượng là 30 khối, cột áp là 48m, cái tốc độ bơm là 2009. Cái này cũng chuẩn, cái này tiêu chuẩn, nó khác với cái thằng bơm bánh răng. Tiêu chuẩn sản xuất là GB-T5656 -2008. Cái thương hiệu của cái bơm dầu truyền nhiệt này nó vẫn là cái thương hiệu Heban Hang Seng, nó tương tự như cái bơm bánh răng KCB. Cái thằng Heban Hang Seng này thì nó nổi tiếng về cái bơm cho ngành dầu, là bơm bánh răng dùng bơm dầu, bơm ly tâm dùng bơm dầu nóng. Rồi bây giờ ta sẽ đưa cái máy quay trở lại vị trí cũ nhé, vì chúng ta tìm hiểu xong cái mác rồi. Bây giờ mình đi vào chi tiết nha. Các bạn nhìn trên màn hình này, đây là cái bơm này, đây là phía này là miệng hút này, đây là miệng xả này, chỗ này là cái bộ cấp nối này, đây là cái động cơ này, dưới này là cái bộ bệ và chân đế. Bây mình đi về cái giới thiệu về cái bơm này, là cái bơm dầu truyền nhiệt, bơm dầu nóng, cái thương hiệu là Heban Hang Seng, một trong thương hiệu bơm sản xuất bơm bánh răng, bơm dầu số 1 của Trung Quốc đấy. Nó được chấp nhận trong các cái hợp đồng đóng tàu của quân đội của Trung Quốc, các sản phẩm của nó ấy. Nên cái sản phẩm bơm dầu của thằng Heban Hang Seng này thì rất là ok, thương hiệu số 1 Trung Quốc, gọi là hàng nội địa trung ương Trung Quốc ấy. Đấy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chút xíu, đấy là cái đầu bơm này là của hãng Heban rồi, còn cái phần động cơ này là bên mình nhập cái thương hiệu là SGP về, rất là ok để về ráp với cái bơm này, nhìn nó rất đẹp. Đấy, cái nữa mình muốn nhấn mạnh ở đây là cái bộ khung này bên mình làm nó cũng rất là xịn, và cái cục kê bên mình cũng làm cái cục kê nó rất là dày dặn và chắc chắn, nó bằng cả một cục sắt luôn, chứ không như một số bên khác là làm cái tôn rất là mỏng, nó yếu và khi chạy sợ lâu ngày nó bị vặn xoắn. Còn cái này bên mình làm cái sản phẩm này nó rất là ok. Đây mình quay về mình nói một chút xíu về cái khớp, tại sao mình tháo cái bảo hộ ra. Các bạn nhìn cái thằng này nó sử dụng cái khớp nó gần giống như cái khớp cái sỏ ngón, hay gọi là cái khớp FCL ấy. Là cái này nó dùng cái vải bố ở giữa này. Cái này mục đích của nó để là cái tải này, nó khi mà dầu nó tải như thế này nó kéo sang ấy, là cái đầu này là nó bơm dầu nóng, nó chịu nhiệt rất là cao, thì nó qua cái bố này nó không truyền sang cái phần động cơ, không truyền nhiệt từ bơm này sang phần động cơ. Đấy, để như vậy nó sẽ không bị hỏng cái phần đầm bi hoặc là cái phần động cơ bên này, nên cái này nó phải dùng cái bố này. Và riêng cái dòng bơm dầu truyền nhiệt nó sử dụng cái bố này là chính xác nhất, cái khớp nối có cái vải bố này. Các bạn nhìn cái kỹ nhá, cái khớp này hoàn toàn khác này. Cái nữa là bây giờ trên cái sản phẩm này, chúng tôi cái hãng này này, họ luôn luôn đã test cái sản phẩm trước khi
trước khi xuất xưởng. Trong đây có bản test, có cái quyển sách test ở bơm này. Như vậy sơ lược về cái bơm dầu truyền nhiệt, bơm dầu nóng này của cái thương hiệu Heavy Engsen này thì nó sơ sơ vậy, nó về phần cấu tạo chế tạo nó đẹp hơn đằng khác này. Cái bố cái khớp này của nó cũng rất là ok này. Cái con đặc biệt là cái con này nhấn mạnh là nó đã được kiểm nghiệm được test rồi. Đấy. Và nữa là về Việt Nam thì chúng tôi kết nối trên cái bệ sắt này, với cả bệ sắt này rất là cứng vững. Với cả cái động cơ cũng rất là ok, chất lượng. Thì như vậy tạo ra cái sản phẩm nó rất là hoàn chỉnh và rất là mượt luôn. Cái video quay về cái sản phẩm bơm dầu nóng RI6550 trừ ở đâu 65400 trừ 200 này của chúng tôi hôm nay cơ bản đến đây là hết. Để biết thêm chi tiết nữa về các cái sản phẩm bơm dầu nóng này thì các bạn hãy liên hệ với số hotline của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi ở cái phần thông tin công ty chúng tôi sẽ dán ở phần mô tả. Thì các bạn hãy contact với chúng tôi để hỏi bất kỳ vấn đề gì về bơm dầu hoặc là bơm ly tâm dầu nóng này thì các bạn sẽ được Vimex chúng tôi phúc đáp một cách nhiệt tình nhất. Video của chúng tôi quay hôm nay đến đây là hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.